Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Hyundai Lê Văn Lương xin phép gửi tới quý vị và các bạn chiếc xe Hyundai Santa Fe. Đây là phiên bản máy dầu số tự động và là phiên bản tiêu chuẩn, có giá bán là 1 tỷ 060 triệu. Đây cũng là phiên bản có thể nói là thấp nhất của các dòng xe Santa Fe máy dầu tại Việt Nam. Tổng thể phần đầu trước của xe thì xe được trang bị bộ đèn halogen projector có giải đèn LED đầy đủ. Mặt ca lăng sẽ được mạ chrome đen. Xe sử dụng lốp thông số 235/60R18, tức là 18 inch. Tổng thể của xe thì không khác biệt nhiều so với các phiên bản cao cấp hơn nếu mà chúng ta chỉ nhìn sơ qua, không nhìn kỹ về bộ đèn. Đây là phần gương chiếu hậu cùng màu thân xe tích hợp báo rẽ, có đầy đủ các tính năng như là điều chỉnh điện và gập điện. Tay nắm cửa mạ chrome tích hợp nút bấm mở cửa thông minh. Phần cốp của xe thì tất cả các phiên bản Santa Fe, từ bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt hoặc bản cao cấp, đều được trang bị đầy đủ tất cả các tính năng. Đó chính là cái tính năng cốp điện thông minh, có đá cốp các bạn nhé, có đầy đủ luôn. Đây, cốp điện chống kẹt Santa Fe xe Hàn nên là được trang bị rất nhiều các option. Từ xưa đến nay thì vẫn vượt trội nhất cái phân khúc khi mà chúng ta đem ra so sánh với CRV gần đây hoặc là Toyota Fortuner thì Santa Fe đều tỏ ra vượt trội. Đây là phiên bản 2.2 động cơ dầu cho công suất tối đa 200 mã lực tại 3.800 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 441 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Và bây giờ chúng ta cùng ngó qua một chút về nội thất. Nội thất tổng thể của chiếc Hyundai Santa Fe này thì phần lớn và được sử dụng các chi tiết bằng da đan xen với các chi tiết về nhựa, nhưng mà nhựa rất là mềm. Đây là cái khoang cabin thiết kế hoàn toàn mới, nó mang nhiều dáng dấp của đàn em Hyundai Kona trước đây mà đã ra mắt. Về phần nội thất tiện nghi thì xe được trang bị vô lăng bọc da và điều chỉnh 4 hướng. Tất cả các chi tiết như là cần số, ghế và tablo đều được bọc da. Lẫy chuyển số trên vô lăng cũng được tích hợp đầy đủ. Ghế lái chỉnh điện, tuy nhiên thì phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta sẽ có ghế phụ chỉnh cơ thôi, chưa được chỉnh điện. Xe cũng không được trang bị cái hệ thống thông gió. Màn hình HUD trên kính cũng không được trang bị. Tổng thể phần điều hòa thì xe được trang bị điều hòa hai vùng độc lập, có đầy đủ cửa gió hàng ghế sau. Màn hình cảm ứng 8 inch đi kèm với 6 loa cao cấp. Và xe cũng được sẵn trang bị sẵn với Cruise Control kiểm soát hành trình. Tuy nhiên thì vẫn chưa có phanh tay điện tử. Hiện tại cái phiên bản này thì tính năng an toàn cũng khá là ổn định khi chúng ta có đầy đủ các tính năng, ví dụ như 6 túi khí cân bằng điện tử, phanh ABS. Hiện tại Hyundai Santa Fe bản dầu tiêu chuẩn này chúng tôi đang bán ra ở mức giá là 1 tỷ 060 triệu cho tất cả các màu. Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo sản phẩm xin vui lòng liên hệ với số hotline 0967588585 gặp bạn Huyền, quản lý bán hàng để có cái giá tốt nhất và có thời điểm giao xe sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.